Hello, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay cũng như lời hứa cái video lần trước thì mình cũng đã hứa với ông bác ở cái quán là Mon Cherry. Thì mình hôm nay sẵn tiện đây mời đem uống một phơ rồi mình nhận ra mình xử lý ông chút xíu. Cho ông thả cá các bạn. Ồ, đồ ngờ cái gì mà thấy cầm nguyên một cái xô vậy các bạn. Lại quay luôn, lại quay cái đồ nghề luôn. Nói chung đồ nghề ở đây mình cũng dân giả, và không có gọi là mấy nút vào cầu kỳ đâu. Đây, nói chung mấy cái đây là đồ nghề, đồ này nọ, thì thuốc men đồ này nọ các bạn. Thì nói chung làm thì cũng đầy đủ vậy thôi, chứ nhưng mà mình miễn sao là cái hiệu quả là được. Đấy, đây là trước tiên thì mình sẽ test một cái pH. Cái đầu tiên mình test pH nguồn nước này. Đấy, thì nguồn nước này là bữa trước nó có clo rồi, nhưng mà mình đã ấy nó giờ nó hết clo rồi. Không còn xử lý nữa. Theo là mình sẽ dùng cái này. Cái này thì trên mạng nó cũng đang có bán. Cái này thì đo nhiệt độ. Cái nhiệt độ với lại là cái pH luôn. Nhưng mình thử thành thử hai cái để nó chính xác luôn. Cái này là cái phổ thông, cái này là cái điện tử. Đấy, thì giới thiệu các bạn luôn. Rồi thì xong hai cái đấy rồi mình sẽ bây giờ mình test cái pH trước. Thì cái video mà mình test pH này mình đã làm nhiều cái video rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn tiện thì mình sẽ làm lại cho các bạn xem luôn. Đầu tiên thì các bạn phải rửa, xúc rửa cái này nó còn đọng lại những cái chất cũ á. Nó không chính xác nha các bạn. Các bạn nhớ là các bạn lấy đúng cái mức 50ml này. Rồi các bạn 50ml nha các bạn. Đừng lấy hơn là nó sẽ không chính xác. Đây, giờ 50ml đây. Đấy. Rồi cái bước tiếp theo thì các bạn sẽ lấy một cái dung dịch, dung này đo pH. Đấy. Rồi. Thì các bạn nhớ các bạn rảy ra cái ở ngoài đất nước nha các bạn. Các bạn nhiễu đúng một giọt nó các bạn đừng cho nó lên. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ cho mình ra một kết quả cái màu nó hiện tại là cái màu pH này là theo kinh nghiệm của mình là không có được. Nhưng mà tại vì mình biết là cái nguồn nước này không có được rồi. Nên nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn luôn là các bạn nó có một cái bảng màu nha các bạn. Thông thường thì cái pH của ví dụ các bạn từ 6.5 đến 7.5 hoặc 8.5 cũng được. Trong cái khoảng mức này á là các bạn có thể nuôi cá được nha các bạn. Thì mình cũng đã làm những cái video trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì bây giờ cái này thì mình sẽ đem so vô cái bảng màu này. Đây anh Vinh YouTube. Hiện tại cái màu nước này nó nằm ở cái mức là 8.5 đây. Đấy, con số là 8.5. Nhưng mà nó tùy theo cái ngưỡng này là nó cũng gần đạt với cái ngưỡng là không cho phép. Nhưng mà mình muốn an toàn hơn chút xíu nữa thì mình sẽ hạ xuống thêm tới 7.5 là nó an toàn hơn. Ví dụ như các bạn tùy theo cái sức cái chịu đựng của con cá nữa cho các bạn thì có loại nữa. Đây là mình nói cái ngưỡng mà 8.5 đến 6.5 là cái ngưỡng này là được phép nuôi cá. Đấy. Nhưng mà cái này 8.5 thì giờ mình không biết là anh chủ anh muốn nuôi cá gì. Thì sẵn đây mình cũng như giới thiệu với các bạn luôn, mình có đem cho ông chủ này một cái loại hạ pH, có nghĩa là cái pH 8.5. Mình biết cái sẵn cái nguồn nước này nó đã cái pH nó là 8.5, nó rất là cao. Thì mình đem cái loại hạ pH này xuống để mình sẽ hạ cái nguồn nước này xuống cho cái chủ cá này luôn. Thành thử ra thì mình xử lý cái này sau. Rồi bây giờ là cái khâu đo pH đã xong thì mình sẽ cắt lại.
Đấy. Còn cái này á, thì thật chất á, thì các bạn muốn thử thì các bạn thử luôn cho nó kỹ, còn muốn thì thôi cũng được. Nhưng sẵn đây mình làm luôn nha các bạn, mình thử cho các bạn xem luôn. Tại cái đây hầu là mình mua, mình test. Đây, anh Vinh quay vô đây. Đấy, hiện tại là nhiệt độ này nè các bạn, nó sẽ báo cho mình nhiệt độ 32 độ 8. Còn cái pH thì nó đang dao động, tại vì nó đang ở, nó không có nước. Thì các bạn dùng cái đầu bút này, các bạn ngâm vào nước. Đây anh Vinh. Mình khoảng 5 phút nha các bạn. Các bạn dồn khi nào mà cái cục hiện giờ này nó test ra, các bạn lấy cái chuẩn mút đó là được. Rồi. Là 8.04. Có nghĩa là 8 chấm đó các bạn. Đấy. Thì nó trên lệch dưới thằng này là 0.5. Chưa tới 1 chấm. Thì cái đó thì cũng không có quan trọng mấy nha các bạn. Rồi, thì cái đó thì nói chung là nó trên lệch cái khoảng đó thì các bạn cũng được phép trong cái ngưỡng mà các bạn có thể áp dụng, các bạn có thể nuôi được, chứ không phải là nói nó không được nha các bạn. Rồi thì cái mình như mình cái video lần trước là mình đã nói với các bạn rồi, thì cái nguồn nước đây nó đang có chất clo. Thì hiện tại là mình đã xử lý, mình đã hết chất clo rồi, mình thử cái mùi rồi không còn clo nữa nha các bạn. Rồi cái đây là mình đã xử cà lo, với lại mình test cái pH. Cái bát này á, tùy theo, để mình hỏi lại khi mà chủ người ta thích nuôi dòng cá nào để mình tư vấn kỹ hơn, chuyên sâu hơn về cái vấn đề đấy. Nhưng mà cái ngưỡng này, nước này nãy mình đo là 8.5, thì cái máy cho ra là 8 chấm, thì cái ngưỡng này thì cũng được phép nuôi các bạn. Nhưng mà nó tùy theo cái loại cá nữa, cái đó thì mình sẽ hỏi lại sau. Rồi bây giờ là mình tiến hành tiếp một bước nữa, đó là mình sẽ khử trùng cái nguồn nước này. Khử trùng nguồn nước này để nó diệt hết những cái mầm bệnh trong cái nguồn nước này nha các bạn. Vi khuẩn hoặc là virus, tất cả những loại mầm bệnh nào mình diệt hết. Rồi trước khi mà các bạn muốn thả cá vào thì mình sẽ xử lý cái diệt khuẩn ở trong nguồn nước này luôn nha các bạn. Rồi. Đây quay đây. Thì những cái lọ thuốc này là của mình. Thì mình cũng xài rất là nhiều loại rồi, nhưng mà mình chắc lọc ra những cái loại nào mình xài tốt thì mình đỡ lại mình xài. Thì đây mình đã có những cái loại này mình dành riêng cho mình xài nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đo cái lượng nước trong cái hồ này để mình nhỏ cái thuốc vào để mà nó sẽ sát trùng cái nguồn nước này nha các bạn. Đó, từ hỏi thử có cái thước. Rồi, phải. Coi chủ quán đó. Em ơi. Đo thước cho chắc. Chứ mà đo cái này mà các bạn đo đoán không được các bạn, tại cái liều lượng thuốc mà các bạn nó sai xích một chút xíu nó cũng sẽ gây chất cá nha các bạn. Nên là thử cho mình các bạn đo cái lượng nước cho chính xác. Tại vì cái sẵn đây mình sẽ chia sẻ đến các bạn luôn. Tại vì các bạn muốn biết được cái lượng nước trong cái hồ cá này á, thì các bạn cái cách phương án là các bạn lấy chiều dài của cái hồ này, các bạn nhân cái chiều rộng và nhân cái chiều cao mực nước, nó sẽ ra cái lượng nước nha các bạn. Thì mình sẽ nắm bắt được cái liều lượng nước để mình xử lý nha các bạn. Rồi. Không, tại vì đang chờ cứ quá thôi. Em ơi. Em ơi. Có thước không, cho mượn thước xíu đi. À. Sẵn quay luôn, quay quay bên kia mua ấy. Không phải, quay mượn thước ống ở đây này, ống nhầm đây này.